Có Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính lạy mười phương Phật, lạy đến ba lần. Kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng. Con thưa Sư Phụ, nhà con có ban thờ Phật. Từ khi con phát tâm lễ Phật và niệm Phật tại nhà, con thường xuyên mơ thấy bố mẹ con thường xuyên đưa con đi đây đi đó, cảnh rất lạ. Cũng có lúc thấy những đứa trẻ không mặc quần áo, chỉ tầm 2-3 tháng tuổi. Hiện tượng này con không hiểu được, con xin Thầy từ bi giảng cho con được rõ. Sai rồi, này là sai rồi nhé. Thờ Phật ở trong nhà mà thường xuyên mơ thấy cái này, tức là cái tâm của vị này có vấn đề. Nếu để lâu thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nặng cái tẩu hỏa nhập ma, điên khùng loạn tâm. Nhẹ thì đi sai con đường chính đạo. Cho nên tu hành phải buông bỏ hết cái này đi. Thấy những cái này liền buông đi. Mình chỉ một lòng cầu đạo đức, tu hành đúng chính pháp mà thôi, cầu được minh tâm kiến tính mà thôi. Thấy những cái này liền buông, không chấp vào nó thì vài lần sau là tự nó sẽ đi thôi. Ngay ngày hôm nay hỏi Thầy như thế này, Thầy dạy như thế, về mà thấy liền buông, thấy liền buông, không có chấp, không nói với ai nữa, buông. Trong tâm mình cứ niệm thấy liền buông, Thầy bảo buông buông, không để ý thế nữa, thì vài lần là gì? Là sẽ không thấy lại nữa. Còn nếu mà còn bám chấp, vẫn thấy hoài, thấy mãi, mà thậm chí là còn thấy Phật Bồ Tát hiện lên để thuyết pháp, để lấy nước rưới đầu, lấy tay xoa đầu, lại còn thọ ký cho mình, thuyết pháp cho mình nghe nữa. Nhưng mà một thời gian sau, trường hợp này gì? Đi theo con đường tà đạo lúc nào không hay.